sao sao con thấy mẹ 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 được không, một mặc đồ này hoành được không? Tráng quá trời hoành tráng, như một quý bà luôn. Cái này là phải vô nhà hàng sang trọng nè. Đúng rồi, lâu lâu được ăn nhà hàng mình phải lịch sự chút xíu. Thế còn sao, trời ơi cô mẹ thì thôi đẹp trai như là trai chưa vợ vậy đó. Tôi còn bút con nhà Tây luôn nữa là nhìn như là nước ngoài luôn. Mẹ mới về. Thế này nè, nè nè, hai cha con. Dạ. Lên lên thay đồ đi, đi chứ trễ trễ. Đúng rồi, ba lên ba thay đồ luôn đi ba. Làm gì, đi đâu? Trời ơi, đi ăn tiệc, Hoàng Anh nói hôm qua quên hả? Con xin lỗi mẹ là trưa nay con với ba có cuộc hẹn với lại khách quan trọng lắm. Thôi để bữa khác mình đi nha mẹ. Vậy là không đi hả? Dạ. Vậy mà không chịu nói sớm, làm chừa bụng, ai chưa ăn cái gì trơn trọi vậy? Đâu con thấy mẹ với ảnh mới ăn xong mà. Trời ơi, nhiêu đây nhầm nhò gì, mới cầm hơi thôi à. Thôi bữa khác nha, con xin lỗi mẹ, bữa khác nha. Bữa khác là khi nào? Thì chưa biết, nhưng mà chắc chắn sẽ đi nha, đừng có giận con nha. Rồi thay đồ để không kịp con. Dạ dạ dạ, con đi nha mẹ. Cầm hơi, hai tô con. Con thấy vợ con kỳ không? Đi không được cũng phải gọi điện nói tiếng, làm quá sệ. Ăn mặc đẹp cho đã, cũng đi ăn nhà hàng, ở nhà ăn mì gói. Hai cha con á, đi tiếp khách tối ngày à, thì vô nhà hàng ăn cơm bữa. Không có biết cái tâm trạng của những người mà ít đi nhà hàng bây giờ người ta háo hức như thế nào. Thôi mà đừng giận mà. Mà nghĩ cũng tuổi rồi mẹ ha. Cái gì nữa? Hai mẹ con mình quanh năm có ai mời đi ăn uống gì hết trời. Không nhắc không, nhắc tới mà tức rồi. Sao nãy mình khờ vậy ta? Ổng với Hoàng Anh đi nhà hàng, tại sao mình không kêu ổng đưa tiền cho mình đi ăn ngoài đường mình ăn? Ha. Ba thiếu thời gian với gia đình thôi chứ ba đâu có thiếu tiền đâu. Bởi vậy đi kiếm ba con đòi tiền. Đi. Dạ cô anh. Cô Dung à, ông Nghĩa đó, ông đi họp với đối tác về chưa vậy? Dạ về rồi. Nhưng mà đang khám khách ở trong á. Cô khách với anh ngồi đợi xíu nha. Ngồi chờ ta. Chị em. Dạ chờ khoan. Hello. I'm fine, thanks. How about you? It's good. Hope we can meet soon. Okay. Bye. Mẹ, bây giờ con có chuyện rồi. Con đi chút xíu nha. Anh chờ em xíu nha. Trời ơi, mẹ nói thiệt cái mẹ ngưỡng mộ vợ con nha. Con nói tiếng Anh giỏi, nói như gió vậy đó. Hay quá ha. Giỏi lắm, bà chịu khó. Tối nào đi làm về cũng ngồi dở sách ra ngồi học thêm hết á. Nè, con đừng có khi dễ mẹ nghe. Tiếng Hàn Quốc mẹ biết đó nghe, biết nói á nghe. Học hồi nào vậy? Thì mẹ coi phim Hàn Quốc mẹ biết. Là nói vậy, Upa, Sarajevo. Sarajevo là anh yêu em đó. Ôi, mẹ nói con nghe giống như là mùng ba. Ăn cua răng me không? Cô lúc nào đầu óc nghĩ được ăn không à? Cái đó dễ ạt à mẹ ơi, cái đó dạ. Mình coi phim á, cái đó từ thông dụng giống như con coi phim Thái cũng vậy nè. Sao qua đi khàm chào hỏi gì đó. Trời ơi, ước gì ha hai mẹ con mình cũng giỏi tiếng nước ngoài giống như vợ con ha. Mình chịu khó mình học là được ha. Good. Ok là see ya. Dạ thưa bác sĩ, lịch trình ngày hôm nay của bác sĩ trưa nay mình còn 5 bệnh nhân, chiều mình còn 32 bệnh nhân. Và đây là bài phát biểu của bác sĩ. Bác sĩ phải có mặt ở sân bay lúc 9 giờ tối ạ. Ồ, như vậy là không kịp rồi. Cô đổi lịch bay cho tôi đi. Dạ, con sẽ đổi liền. Ok. Thank you. Hello, tôi bị lộn. How are you? I'm fine. How about? How did you do? Con ở đây từ lấy hình. Ok là see ya. Ok, con có thể đi đứng thoải mái. Có thật là con đã đi được rồi không bác sĩ? Không tin tôi chứ gì, bước xuống đi thử đi. Con đi lại được rồi bác sĩ ơi. Tôi đã nói rồi mà. Mẹ ơi, con đi lại được rồi nè mẹ ơi. Mừng quá, con đi được rồi, con đi được rồi. Bác sĩ ơi, bác sĩ giỏi quá. Ôi, có làm gì mà hai mẹ con rứa cái gì vậy? Không cần gì cảm ơn tôi. Cái chuyện này ca này chỉ là ca nhỏ, còn nhiều ca thì khó hơn nặng hơn tôi còn làm được mà. Cảm ơn bác sĩ. Rồi, cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ.
Chào bà bác sĩ Nguyễn Thị Bé Năm. Xin chào giám đốc Nguyễn Đức Hạnh. Sao bữa nay rảnh rỗi vậy nè? Dạ con xong việc sớm con chạy qua đây. Ủa mẹ, con nghe nói hình như là mẹ có cái dự thảo gì mẹ phải đi qua bên Los Angeles, mẹ dự bên đó hả mẹ? Ôi trời ơi, công việc nó nhiều quá không biết làm sao giờ nữa con ơi. Cũng phải làm thôi mẹ ơi, chứ không lẽ bây giờ cái hình tượng của mẹ mà gắn cái bếp thấy nó kỳ lắm. Mẹ là một người phụ nữ thành đạt mà. Trời ơi. Nhưng mà chắc mẹ phải đi để chiều ý của con thôi. Dạ, phải đi đi mẹ. Ừ. Rồi, anh về nha. À, bớt căng thẳng khi làm việc là sẽ hết bệnh. Ông. Ủa trời đất ơi. Thôi mẹ con mà lại đây chi đi. Ông, cho tiền hai mẹ con tôi đi ăn nhà hàng đi. Trời đất ơi, lại đây chỉ để nói vậy thôi đó hả? Ừ thì nói ngắn gọn chứ ông không có mất thì giờ. Hai mẹ con bà hết thuốc chữa rồi đó. Ba. Cái gì vậy? Cái ông già này. Ủa ba làm bác sĩ mà kêu hết thuốc chữa là sao ba? Mở bóp ra lấy tiền thì có tốn bao nhiêu thời gian đâu. Đúng rồi, nói này nói nọ đúng là già kêu kiệt bủng xỉn à. Chạy nhiều khi công việc mà với lại mình qua đây xin tiền cũng hơi kỳ á. Nhưng mà mẹ muốn đi ăn nhà hàng. Rồi thôi được rồi, thì giờ mình về nhà mình ăn mì gói tiếp đi. Mẹ muốn đi ăn nhà hàng. Thôi bây giờ vậy nè, bây giờ bưng tô mì gói tới trước cửa nhà hàng ngồi ăn. Mẹ muốn đi nhà hàng. Thấy sao mà ăn được không? Ăn chứ ngon lạnh gì. Đáng lẽ giờ này à, mình ăn ở nhà hàng, ăn buffet nè, chọn món nè. Giờ tự nhiên ngồi nhà ăn mì gói nghĩ tức ghê. Thôi mà, cũng giận mà. Ai cũng nói công việc hết. Thôi cũng giận. Dạ con gọi. Alo. Rồi. Rồi anh biết à. Gì à? Cô bảo quên hồ sơ ở nhà, lấy đưa cho cậu. Trời đất, nó để quên thì nó về nó lấy đi. Sao tối ngày nó coi con với mẹ đó hả, như là người ở không công của nó vậy. Vợ con bận nhiều việc quá, mình cũng quan trọng chuyện đó, ăn đi mà. Đó thấy chưa, chưa ăn hết rồi đi hả? Mẹ ơi, anh ơi, có cơm rồi. Ba ơi, ăn cơm luôn ba. Đây. Qua xuống. Chưa có ai ngồi đủ mà ăn gì là ăn. Đói quá. Người lịch sự mà ai làm như vậy? Tài đủ rồi. Hết chưa? Đủ món chưa? Dạ đủ rồi mẹ ơi. Nè. Ông lau nhà xong chưa? Chưa thì đi làm đi. Trời đất ơi, thiệt tình bê bối ghê. Rồi con hiểu sao đó mẹ lấy ba luôn á. Chợt chán dễ sợ luôn vậy. Quần Anh đâu rồi, ra bới cơm cho mẹ Quần Anh coi. Trời ơi, con coi con hồng tượng con vợ con kìa. Cái gì vậy em? Trời này, vỗ cơm không ra đi ăn mà ngồi ăn vụng là sao? Trời đất ơi. Đã ăn vụng thì kiếm cái món làm nhỏ nhỏ ăn đi, ăn vụng ăn nguyên con cá như vậy đó. Anh em đói quá à, từ sáng giờ đi chợ. Ăn cơm mẹ. Thôi. Ôi thiệt tình luôn, dòm nó thiệt tới chán gì đâu luôn. Coi kia cho ăn miếng đi. Làm sao mà ăn, lau nhà đi. Cái gì vậy đi? Mất mặt anh quá. Một giám đốc một tập đoàn chứng khoán lớn như vậy nè, mà có con vợ như vậy hả em? Nó chăm chút cho ngoại hình của mình chứ. Nói là mình ăn sao thường ăn, cứ rồi ăn đói mà ăn nhín nhín nó xạo lắm. Lần nào đi với em cũng vậy. Đi ăn nhà hàng gặp đối tác lớn của anh không, người nước ngoài không, vô ngồi ăn cấm cuối tới lúc đi về không một lời nào nói hết. Trời ơi con. Ôi Hoàng Anh ơi là Hoàng Anh. Bữa vô nhà hàng 5 sao với con cũng vậy đó. Biết tao hỏi ủa vợ mày bị tật nguyền hay gì vậy thì con không biết trả lời sao luôn. Nghe nè, người ta ho người ta phải để tay, người ta che, hoặc người ta quay ra qua đây mới là lịch sự. Ho vô đây rồi ai mà dám ăn. Mày ngưng nào hả mẹ? Cái gì không giữ cho anh phải giữ cho mẹ biết mẹ là ai không? Trời ơi con dù sao mẹ cũng là một bác sĩ thành đạt. Còn chồng con là một tổng giám đốc một tập đoàn lớn nhất nhì Việt Nam. Nếu mà trời, bây giờ có hình tượng của con là vợ đó rồi. Trời đất ơi mày xấu hổ quá đi. Cái gì nữa đây? Cái gì vậy em? Bị sạc thôi. Đứng đây làm cái gì đây? Mất sức quá bị sạc. Cho tôi ăn đi. Không có ăn uống gì hết trơn á. Làm xong việc mới ăn. Tôi đã dặn ông rồi. Cái nào làm xong dọn dẹp đi, rửa tay sạch sẽ mới được ăn. Còn đang chưa lau hết nhà mà ăn cái gì? Nửa căn rồi còn nửa căn. Nguyên căn. Lau.
Cái gia đình này toàn là ăn không mẹ ơi. Ăn không, không ai chịu học hành gì hết mẹ. Thiệt, con không biết nói làm sao luôn. Trời đất ơi, con nó ăn làm như nhà này bỏ đói nó làm sao vậy? Nè nè, bỏ, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Trời ơi, nè, nghe mẹ hỏi nè. Dạ. Con có biết là chồng con là tổng giám đốc không? Con biết mà. Thì con phải giữ hình tượng với chồng con chứ. Con không giữ lắm. Không có ăn nữa. Mẹ biết sao không? Tự con ăn hoài, con có no, con ước gì nguyên một ngày con ở nhà không ăn không luôn á. Mình trẻ mình phải phấn đấu lên. Mẹ biểu con đi học Anh văn, con đăng ký chưa? Không học. Sao không học? Ngọc Hoài không có vô. Trời ơi, bây giờ em không học làm sao em biết được kiến thức? Em nhìn em đi, vợ có một giám đốc. Vậy mày đó, ăn bận vậy đó, tóc tay em vậy đó hả? Tóc em không có, ít nhất em phải hộp mốt, em phải sạch sẽ, anh nhìn tóc mẹ đi. Tóc mẹ bây giờ là mốt nè. Giờ cắt tóc giống mẹ đi. Có ý kiến. Không, người không có tóc không được quyền có ý kiến, lau nha. Không phải nói chuyện tóc, đói quá cho ăn. Không có đói gì hết, lau nha. Rồi, thôi có ăn không vô mẹ ơi. Bó tay thiệt dồn, cái hình tượng nó vậy rồi ăn uống mà phúng như vậy làm sao mà ăn được đó. Chắc mình đi ăn nhà hàng quá con. À đúng rồi, con có hẹn, con có hẹn với lại mấy đối tác của con. À đây đây. Nakata. Dạ, dạ. Ây da. Ồ. Ồ, Samasa. Ê, ồ, quá sợ. Ê, dạ. Đi, đi. Cô cứ gặp mấy ông người Nhật, mấy ông người Nhật nha. Và Kakata. À, Nakata. Yeshiro. Ồ. Ba. Trời, ui. Cái gì? Trông nó cái lộn nè. Nó nói tiếng Nhật đó. Hãy bắt chước ra tiếng Nhật. Kawasaki. Dạ mày ha. Ba Tokyo. Hết muốn ăn rồi. Thôi lau tủ lạnh sao mà ăn. Không đi mày. Mẹ. Hả? Cái gì ngồi cười mình vậy trời? Không có gì hả? Đi đi. Không ăn đi. Kệ mẹ. À, con đi nha. À. Ở dưới ngồi cường mình thấy ghê quá. Chào cả nhà. Chào mẹ về rồi. Ủa, hôm nay mẹ có chuyện gì vui hả? Sao con trai biết hay vậy? Mặt mẹ vui quá trời luôn kìa, cả nhà. Trời ơi, bởi vậy con trai cưng có một mình con là hiểu mẹ nhất thôi à. Mẹ nói, anh với lại thằng Mẫn cũng hiểu mà. Biết em đang có chuyện vui, cười te tét. Biết thì sao không hỏi em? Trời ơi, anh đang bị bàng hoàng cái chuyện mà Du My nó được vô điền kinh của trường. Ủa vậy hả? Trời ơi, huấn luyện viên của nó là nói vậy luôn á. Đo tóc đỏ hết trơn rồi. Đó mẹ, cái bà ông huấn luyện viên y chang vậy luôn á mẹ. Hết hồn. Nhanh kinh khủng khiếp luôn. Bây giờ có muốn nghe chuyện vui của mẹ không nè? Chuyện gì, dạ, chuyện gì, chuyện gì mẹ? Anh biết không, em á là được đi dự hội thảo đông y mà toàn Đông Nam Á luôn. Có trực tiếp truyền hình luôn nha. Wow. Hội thảo đông y toàn Đông Nam Á. Đúng rồi. Ồ, cái đó anh nghe nói là phải mấy người nào giỏi, nổi tiếng mới được mời á. Ừ. Ui mẹ ơi, gia đình mình tự nhiên lên hương rồi đó mẹ ơi. Trời ơi, ba ơi. Mẹ cho con tiền đổi điện thoại mới mà. Không khí đang vui mà nói một câu trùng hẳn luôn á. Này có khiếu quá ha. Nó chọt vô một cái là kết thúc câu chuyện luôn á mẹ. Con thấy con có duyên không? Tưởng mẹ đang vui, mẹ vui, mẹ mua cho con luôn. Ôi sao mày đang coi tivi mà con chuyển kênh vậy? Ủa mẹ, con tưởng nào mẹ ngủ. Để cho con mượn tivi chút xíu nha. Tại vì con sắp có buổi hội thảo rồi. Bây giờ con phải coi cái chương trình này. Thì con vô phòng con coi cũng được vậy. Dạ tại vì ba. Ờ. Bà đi làm cái gì vậy? Bà coi gì? Coi tivi. Thôi thôi vô phòng bà coi đi. Tôi ngồi đi coi với Hoàng Anh rồi bàn luận nữa. Ừ. Nha. Thôi nè, pha giùm tôi ly cà phê nha. Nói vậy mẹ pha giùm con ly luôn nha. Con cảm ơn mẹ. Và hôm nay chúng ta sẽ được chào đón một vị khách đặc biệt mà không thể thiếu. Đó chính là bác sĩ đông y Nguyễn Thị Bé Năm. Thưa bà có thể cho biết quan điểm của mình về sự khác biệt giữa Đông và Tây y? Xin chào MC Ivy. Và cho phép tôi xin chào quý vị khán giả của chương trình Đông y và sức khỏe. Quang ba! Đã tạo cho tôi một điều kiện. Mẹ ba, mẹ ba. Kìa biết rồi quý. Nè. Mẹ giỏi rồi. Ừ, quá giỏi. Quá giỏi. Con được mẹ luôn đó mẹ.
trời đất cơ, coi vừa ăn vừa nói. Ba được. Thì vậy thôi, ước gì được như mẹ quá. Bà nói kìa có, bà nói kìa có, bà nói kìa. Ôi ôi, có được một người vợ gì hãnh diện quá đi thôi. Ủa, tại sao vậy? Sao bà không đi pha cà phê, bà còn đứng đó? Để giám đốc với Nam pha cà phê cho hai người nghe. Giấc mơ làm giàu thì là ai cũng cần, chỉ mong cuộc sống đủ đầy cùng những tháng ngày. Giấc mơ làm giàu.